Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Lead and Chase đến từ sàn Binance nha bạn. Ăn chia tổng nghị thưởng là 100.000 USDT top 100.000 top càng quan tâm các bạn. Thì để tham gia để đủ điều kiện này thì các bạn cần có một cái tài khoản trên sàn Binance và KIC nha bạn. Sau đó thì các bạn cần phải có lượng giao dịch tối thiểu là 40 top càng quan tâm tính số lượng 3 giờ sale các bạn. Thì các bạn cần có một cái tài khoản trên sàn Binance nè các bạn. Sau đó thì các bạn nạp USDT vào sàn Binance nha các bạn. Các bạn bấm vào deposit nè. Các bạn lưu ý các bạn chỉ chạy qua được hai cặp. Một cặp là USDT qua top càng quan tâm vậy đó, hoặc là BTC qua quan tâm các bạn. Thì các bạn mình khuyên các bạn nạp USDT lên sàn Binance nè các bạn. Sau đó thì các bạn chạy qua top càng quan tâm nè các bạn. Bấm một chạy nè. Rồi, bạn có USDT thì bạn bấm buy nè. Mua 07 nè. Mua luôn. Rồi, thì bạn bấm sell nha bạn. 303, 307. Sell luôn. Rồi, này demo cho bạn. Sau đó thì bạn bấm vào một file này các bạn. Thì các bạn qua một chi history nè các bạn. Các bạn cộng lại tổng lượng giao dịch của các bạn là đủ 40 tôi cần là đủ tham gia điều kiện nha bạn. Rồi, sau đó thì các bạn click phần link mô tả dưới video của mình nè bạn. Bạn mở lên phong các bạn. Rồi các bạn điền dòng đầu tiên vàng UD Binance nè. Thì các bạn mở sàn Binance ra nè. Các bạn nhấp vào nó mà ta mình nè các bạn. Các bạn copy UD nha mình nha các bạn. Rồi bạn dán vào đây nè. Rồi. Câu hỏi này thì chính xác 100% các bạn. Câu 1 là full nè. Câu số 2 là quantum address. Rồi câu số 3 là gì ta? DC. Câu số 3 là D.BNC nè. Câu số 4 là Quantum West Wallet. Này chính xác mới được nha bạn. Để Quantum MMT, Quantum Connect Wallet, Quantum West Wallet nè các bạn. Rồi câu số 5 là NC the Quantum Wallet. NG The Quantum Wallet nè, câu A nè các bạn. Rồi sau đó các bạn chỉ kiểm tra thông tin lần nữa, chính xác hết bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Lead and Chase, Anchia tổng nghị thưởng là 100 USDT top càng quan tâm đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo các bạn nha.